Theo sự phân công của bộ môn tim mạch, hôm nay chúng ta làm việc về một chủ đề, đó là bệnh lý tim mạch chu phẫu, hay cụ thể hơn đấy là chẩn đoán và xử trí đối với bệnh nhân tim mà phải phẫu thuật không do nguyên nhân tim mạch. Ta ví dụ một trường hợp lâm sàng, một bệnh nhân nam giới 60 tuổi cần phải khám tim mạch trước phẫu thuật phình động mạch chủ bụng. Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp này, phải điều trị đều ức chế men chuyển, đái tháo đường, điều trị metformin, bệnh mạch vành ổn định và điều trị bằng chẹn beta giao cảm cộng với lại aspirin 100mg một ngày và đi lại tương đối hạn chế do là gãy cổ xương đùi, thì bệnh nhân phát hiện tình cờ một cái khối phình động mạch chủ bụng khi siêu âm. Trên lâm sàng thì bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, không có đau ngực hay khó thở, và bệnh nhân thì gắng sức rất là hạn chế do là có tiền sử thay khớp háng. Cái khối phình của bệnh nhân là 56mm trên phim chụp cắt lớp, và vì vậy bệnh nhân 56mm nhỉ, không phải 56cm đúng không, xin lỗi tôi nói nhầm không, và do vậy bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. Theo yêu cầu của bệnh nhân thì bệnh nhân là phẫu thuật mở thể thay đoạn động mạch chủ. Thế theo ý kiến của các bạn thì bệnh nhân này với một cái phẫu thuật là về mạch máu thì bệnh nhân có an toàn để phẫu thuật hay không, khi mà hiện tại bệnh nhân không đau ngực, không khó thở, các thông số lâm sàng hoàn toàn bình thường, chức năng tim hoàn toàn bình thường, điện tâm đồ không thấy biến đổi bất thường và không có bệnh lý van tim đáng kể. Thế thì trường hợp lâm sàng này của chúng ta đặt ra các cái câu hỏi, đó là gì? Những bệnh nhân nào thì chúng ta phải tầm soát và chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ trước một cái phẫu thuật mà không do nguyên nhân tim mạch, và các cái bước để chúng ta tiếp cận và đánh giá các nguy cơ đó như thế nào. Và sau đó thì chúng ta có duy trì các cái điều trị của họ hiện tại, tức là điều trị về tim mạch hiện tại, hay là có những điều trị nào chúng ta phải ngắt bỏ trước khi phẫu thuật, và sau khi phẫu thuật thì chúng ta bắt đầu lại khi nào? Tiếp đến nữa là gì ạ? Khi nào chúng ta có thể mổ được, tức là loại phẫu thuật nào để chúng ta có thể mổ được, hoặc là ngay lập tức, hoặc là có thể trì hoãn, hoặc là chẳng cần phải mổ. Tất nhiên là không có khái niệm là đã có chỉ định mổ thì chỉ có thời điểm mổ thôi, chứ không có chuyện là chỉ định rồi xong lại chúng ta lại không chỉ định mổ nữa. Chúng ta hiểu không ạ? Đấy là một loạt các cái câu hỏi đặt ra thông qua một trường hợp lâm sàng này. Và việc đánh giá một bệnh nhân tim mạch trước cái phẫu thuật ngoài tim là hết sức cần thiết, bởi vì người ta ước tính ở châu Âu là mỗi năm có khoảng gần 6 triệu thủ thuật ngoại khoa được thực hiện và có nguy cơ biến chứng tim mạch cao. Trong đó thì có khoảng 900 đến một cái này là tính trên phạm vi toàn thế giới đấy, là 500.000 đến 900.000 bệnh nhân tử vong mỗi năm do nguyên nhân tim mạch do một cái phẫu thuật ngoài tim. Và chúng ta thấy là có ảnh hưởng của chính bệnh tim và các cái bệnh lý đồng mắc, các yếu tố nguy cơ bệnh nhân đã có ảnh hưởng đến cái kết quả can thiệp. Và luôn luôn là chúng ta đặt ra câu hỏi, đó là gì? Lợi ích và nguy cơ, đúng không ạ? Lợi ích và nguy cơ của phẫu thuật, lợi ích và nguy cơ của việc duy trì hay tạm dừng một cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng vì bệnh lý tim mạch. Và ngay từ năm 1977 thì đã có cái thang điểm Goldman giới thiệu về cái chỉ số rủi ro tim mạch lượng hóa các cái nguy cơ tim ở một bệnh nhân mà cần phải phẫu thuật ngoài tim. Thì tôi không rõ là các bạn mà mới tốt nghiệp trường y ra thì các bạn có thấy cái từ Goldman nó quen thuộc không ạ? Bởi vì xa xưa năm các bạn học y học cơ sở, nội khoa cơ sở, ở trong phần triệu chứng học tim mạch tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn sinh viên của Y3 đấy về cái thang điểm Goldman để làm gì ạ? Lượng hóa, tức là lượng giá cái khả năng, ước lượng cái khả năng suy tim, tức là khả năng cái mức độ suy tim và khả năng gắng sức của bệnh nhân bằng những câu hỏi hết sức đơn giản. Thế thì chúng ta theo dõi tiếp tục. Thì tiếp cận bệnh nhân tim mạch trước phẫu thuật như thế nào? Thông thường những bệnh nhân tim là những bệnh nhân như thế nào ạ? Ví dụ bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, đặc biệt là gì ạ? Bệnh mạch vành ổn định hoặc không ổn định, nhé, tiền sử nhồi máu cơ tim, tiền sử đột quỵ, bệnh lý van tim từ mức độ vừa trở lên, các bệnh nhân đeo van nhân tạo,
các bệnh nhân có các cái rối loạn nhịp đang phải điều trị, đúng không ạ? Và tất cả những người có yếu tố nguy cơ tim mạch thì chúng ta đều phải đánh giá cái nguy cơ của họ xung quanh một cái phẫu thuật, nếu như họ phải tiến hành một cái phẫu thuật ngoài tim. Không dễ dàng, đúng không ạ? Các bước tiếp cận thì ở đây Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2014 đưa ra 7 bước tiếp cận mà chúng tôi thấy là khá là hợp lý và dễ dàng cho chúng ta khi chúng ta tiếp cận một bệnh nhân trước một cái phẫu thuật ngoài tim. Thế ngoài ra thì còn có ở cấp độ khuyến cáo thì còn có khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội gây mê hồi sức Hoa Kỳ, Hội Tim Mạch Canada, vân vân, về tiếp cận bệnh nhân phẫu thuật ngoài tim. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thông tin mà dễ nhớ và cập nhật nhất về các cái khuyến cáo đó. Thì các bước tiếp cận này như thế nào? Bước 1, khi bệnh nhân phải phẫu thuật thì câu hỏi đặt ra đầu tiên đó là gì? Cái phẫu thuật đó có đe dọa tính mạng, có cấp cứu hay không? Buộc phải thực hiện ngay lập tức hay không? Đúng không ạ? Nếu buộc phải thực hiện ngay lập tức thì chúng ta phải thực hiện ngay lập tức, không trì hoãn gì cả. Đúng chưa ạ? Và tất cả những cái điều trị xung quanh đó sẽ là những cái điều trị làm sao ạ? Để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân để chịu được cái phẫu thuật thôi. Đúng không ạ? Ổn định để có thể chịu được một phẫu thuật cấp cứu mà thôi. Thứ hai nữa, bước thứ hai chúng ta phải đánh giá đó là tình trạng bệnh nhân. Tình trạng tim của bệnh nhân như thế nào? Bệnh nhân có đang bị một cái bệnh tim không ổn định hoặc đang tiến triển hay không? Thứ ba là chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ của phẫu thuật. Người ta chia ra các cái cấp độ nguy cơ ở mức độ thấp, trung bình hay là cao. Bước 4 là chúng ta đánh giá gì? Cái khả năng gắng sức, chức năng của bệnh nhân. Tức là cái khả năng gắng sức của bệnh nhân đó. Thứ 5 là đánh giá cái nguy cơ của phẫu thuật với những bệnh nhân mà khả năng gắng sức là thấp. Đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân. Và cuối cùng là gì ạ? Trước khi chúng ta quyết định về vấn đề phẫu thuật, về vấn đề điều trị, thì chúng ta phải đánh giá xem chúng ta có cần phải làm các cái thăm dò cận lâm sàng mà không xâm nhập cho bệnh nhân hay không. Thì ở đây là có Hội Tim Mạch Hoa Kỳ có chia ra làm 4 cái cấp độ về thời gian phẫu thuật. Thứ nhất là những cái phẫu thuật có tính chất cấp cứu, nó đe dọa tính mạng, đe dọa về cái tổn vong của chi của bệnh nhân, đoạn chi đấy của bệnh nhân, buộc chúng ta phải phẫu thuật trong vòng 6 tiếng thì gọi là phẫu thuật cấp cứu. Cấp độ nhẹ hơn một chút, có thể trì hoãn được chút, gọi là mức độ khẩn trương, là những cái phẫu thuật mà chúng ta phải tiến hành trong vòng 24 giờ. Cấp độ thứ ba là những cái phẫu thuật mà có tính nhạy cảm với thời gian, tức là chúng ta có thể trì hoãn từ 1 đến 6 tuần. Ở đây chúng ta hay gặp những cái phẫu thuật kiểu gì gọi là phẫu thuật nhạy cảm với thời gian à? Theo ý kiến của các bạn, những phẫu thuật về ung thư ấy, nghĩa là không có tính chất cấp cứu trừ khi là có cái biến chứng đặc biệt, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không thể nào mà chúng ta trì hoãn quá lâu được. Đó là những cái phẫu thuật mà có tính chất nhạy cảm với thời gian. Đấy thì chúng ta có thể trì hoãn tối đa là 6 tuần. Và cuối cùng là những cái phẫu thuật có chương trình hay là những cái phẫu thuật chọn lọc. Đó là chúng ta cứ thong thả ổn định tình trạng tim của bệnh nhân cho đến khi nào có thể phẫu thuật được. Và cái thời gian chờ đợi để phẫu thuật có thể đến cả năm, tức là tối đa là 12 tháng. Nếu như bệnh nhân buộc phải mổ cấp cứu thì chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta căn cứ vào tình trạng bệnh nhân, căn cứ vào những cái yếu tố mà đặc thù cho phẫu thuật để chúng ta chỉ định được cái chiến lược phẫu thuật cho bệnh nhân. Và chúng ta phải lưu ý là chúng ta không thể làm được các cái thăm dò về tim mạch bổ sung khác. Vì vậy, vai trò của chúng ta ở đây là gì? Cung cấp các cái khuyến cáo về điều trị xung quanh phẫu thuật, tức là điều trị về tim mạch xung quanh phẫu thuật, giám sát và kiểm soát các cái biến cố tim mạch có thể xảy ra trong và sau, ngay sau phẫu thuật. Đồng thời cố gắng là vẫn duy trì những cái điều trị nội khoa bệnh nhân vẫn đang dùng để điều trị bệnh tim của mình. Và đương nhiên bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật. Thế nếu như bệnh nhân không phải mổ cấp cứu thì chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Đó là gì? Đánh giá tình trạng tim mạch của bệnh nhân. Bệnh nhân có đang trong tình trạng không ổn định hay là bị bệnh lý tim đang tiến triển, được định nghĩa là gì? Đau thắt ngực không ổn định,
suy tim cấp, rối loạn nhịp trầm trọng, bệnh van tim có triệu chứng, nhồi máu cơ tim mới và vẫn đang có trong tình trạng là thiếu máu cơ tim. Nếu bệnh nhân có là tình trạng tim mạch đang tiến triển thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải tạm hoãn phẫu thuật lại. Và cái lựa chọn điều trị tiếp theo bắt buộc ở đây chúng ta phải triệu tập các chuyên gia đa ngành nhé, ở mọi chuyên khoa mà có liên quan đến phẫu thuật để hội chẩn. Hội chẩn trước khi quyết định phẫu thuật. Còn nếu như bệnh nhân không ở trong tình trạng tiến triển hay bệnh nhân đang ở trong tình trạng ổn định thì chúng ta sẽ tiến hành bước 3. Bước 3 ở đây, lúc đó chúng ta mới đánh giá đến cái nguy cơ của thủ thuật ngoại khoa. Thì ngoại khoa, những cái thủ thuật ngoại khoa nào được coi là có nguy cơ thấp, tức là nguy cơ tử vong tim mạch trong vòng 20-30 ngày và nhồi máu cơ tim trong vòng 30 ngày là dưới 1%, thì gọi là những phẫu thuật có nguy cơ thấp. Đó là những cái phẫu thuật ngoài da, phẫu thuật ở ngực, ở răng, ở tuyến giáp, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật động mạch cảnh mà không có triệu chứng, bao gồm cả đặt stent động mạch cảnh, các cái phẫu thuật sản phụ khoa nhỏ, các cái phẫu thuật chỉnh hình nhỏ hay là các cái phẫu thuật tiết niệu như là cắt tiền liệt tuyến qua niệu đạo, không phải phẫu thuật mở, thì được gọi là những cái phẫu thuật có nguy cơ thấp. Nguy cơ trung bình là tử vong tim mạch trong vòng 30 ngày hay nhồi máu cơ tim trong vòng 30 ngày là từ 1-5%, đó là tất cả những cái phẫu thuật ở trong ổ bụng. Phẫu thuật động mạch cảnh mà ở bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, các cái can thiệp động mạch ngoại biên, đặt stent graft động mạch, các cái phẫu thuật ở vùng đầu mặt cổ, các phẫu thuật thần kinh hay chấn thương chỉnh hình sớm, chấn thương chỉnh hình mà lớn như là phẫu thuật khớp háng, phẫu thuật tủy sống, các phẫu thuật lớn của sản phụ khoa và tiết niệu, phẫu thuật ghép thận và những cái phẫu thuật mà không phải phẫu thuật nặng ở trong lồng ngực thì được tính là các phẫu thuật có nguy cơ trung bình. Còn những phẫu thuật mà có nguy cơ tử vong cao trên 5%, đó là những phẫu thuật của động mạch chủ hoặc mạch máu lớn, phẫu thuật bắc cầu động mạch, cắt cụt chi lấy huyết khối, phẫu thuật khối tá tụy, cắt gan, phẫu thuật đường mật, phẫu thuật thực quản, các cái phẫu thuật về cấp cứu tiêu hóa như là phẫu thuật thủng ruột, phẫu thuật cắt bỏ tuyến thượng thận hay cắt bỏ bàng quang, cắt phổi và ghép gan ghép phổi. Đây là những phẫu thuật được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Nếu như bệnh nhân ở nguy cơ thấp thì sao? Thì chúng ta xác định các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, đưa ra các cái lời khuyên về điều trị, về thay đổi lối sống vân vân. Và chúng ta khuyến cáo nếu như bệnh nhân chưa từng dùng chẹn beta thì ta có thể khởi trị bằng chẹn beta liều thấp trước phẫu thuật ở những người mà có bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc nhồi máu cơ tim đã biết. Với những bệnh nhân mà suy tim, rối loạn chức năng tâm thu thất trái, chưa từng dùng ức chế men chuyển thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc để chúng ta bổ sung ức chế men chuyển cho bệnh nhân. Tương tự như vậy, với những bệnh nhân mà chưa dùng statin nhưng có chỉ định phẫu thuật về mạch máu mà chưa từng dùng statin trước đó thì ta cân nhắc dùng statin cho bệnh nhân trước đó rồi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Còn nếu bệnh nhân mà ở mức nguy cơ trung bình cao, phẫu thuật có nguy cơ trung bình cao thì chúng ta phải chuyển sang bước tiếp theo. Đó là gì? Đó là chúng ta phải đánh giá cái khả năng gắng sức của bệnh nhân. Những cái khả năng gắng sức của bệnh nhân thì người ta chia vào đơn vị mét, từ 1 mét cho đến 10 mét. Đây là cái đương lượng gắng sức của bệnh nhân. Lượng giá bằng các cái câu hỏi có thể là rất đơn giản. Thì đây là các câu hỏi. Ví dụ, đơn giản là gì ạ? Nếu như bệnh nhân có thể xuống hết một tầng cầu thang không cần dừng lại để nghỉ, thì có nghĩa là chúng ta có thể hỏi tiếp về cái mức độ gắng sức nặng hơn của bệnh nhân. Tức là gì? Xuống được thì lên được không? Lên với một cái vật nhẹ được không? Nếu mà lên được với một vật nhẹ thì tiếp tục là lên mà với một vật nặng, tức là lên được 8-10 bậc thang nếu như mà người ta cầm theo một vật khoảng 10 kg được không? Nếu mà có thì có nghĩa là gì? Khả năng gắng sức của người ta là rất tốt, đúng không ạ? Còn ngay từ khi mà câu 1 đã không thể xuống được cầu thang rồi thì chúng ta đã phải nhảy ngay đến câu 4, đó là gì ạ? Có làm được vệ sinh cá nhân hay không? Nếu mà có làm được vệ sinh cá nhân thì tức là gì ạ? Xuống cầu thang mà mệt nhưng vẫn làm được vệ sinh cá nhân thì cái khả năng gắng sức của họ là gì ạ? Nhẹ thôi. Họ có, tức là cái mức độ gắng sức của họ là nhẹ. Còn nếu họ không làm được thì chúng ta phải hỏi tiếp là kể cả cái việc mặc quần áo đơn giản thì họ có mặc được không? Khi mà họ trong lúc mặc quần áo họ cũng vẫn phải dừng lại để nghỉ, tức là người ta không có khả năng gắng sức, tức là khả năng gắng sức rất là kém. Còn nếu có thì chúng ta lại hỏi tiếp
Thế vậy thì khi nằm hay ngồi, tức là họ nghỉ, thì có khó thở hay là có mệt hay không? Nếu mà có mệt thì đương nhiên là bệnh nhân không có khả năng gắng sức, đúng không ạ? Còn nếu không thì nó sẽ rơi vào khoảng có thể gắng sức hay không thể gắng sức. Thì chúng ta hỏi về vấn đề là gì? Ăn có khó thở hay không? Nhé. Đấy là một số các cái câu hỏi tương đối đơn giản để chúng ta lượng giá cái mức độ gắng sức, chức năng của bệnh nhân. Mà ở nhóm gì? Ở nhóm phẫu thuật mà có nguy cơ trung bình và cao. Cũng vẫn ở bước 4, nếu như bệnh nhân có khả năng gắng sức rất là tốt, thì chúng ta làm gì? Chúng ta có thể với những bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim đã biết mà chưa từng dùng chẹn beta, thì chúng ta sẽ cân nhắc bắt đầu khởi trị bằng chẹn beta cho họ trước phẫu thuật. Những bệnh nhân có suy tim và rối loạn chức năng tất trái, chưa từng dùng ức chế men truyền, thì ta sẽ cân nhắc để dùng ức chế men truyền cho họ. Với những bệnh nhân mà cần phải phẫu thuật mạch máu, thì ta sẽ cho họ statin nếu như họ chưa được dùng statin, và sau đó thì chúng ta chuyển họ đi phẫu thuật. Còn bệnh nhân khả năng gắng sức trung bình hoặc rất là kém thì sao? Chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ của cuộc phẫu thuật nhé. Chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ của phẫu thuật. Nếu như cái nguy cơ của phẫu thuật ở mức độ trung bình, tức là tử vong từ 1-5%, dưới 5%, thì chúng ta khuyến cáo là gì ạ? Chúng ta sẽ phải cân nhắc. Nếu như bệnh nhân có ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch, thì chúng ta phải sử dụng các cái thăm dò lâm sàng không xâm nhập để chúng ta đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Và nếu như bệnh nhân mà có ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch, thì buộc bệnh nhân, đương nhiên bệnh nhân sẽ phải làm điện tim. Đấy là chỉ định bắt buộc. Rồi chúng ta mới căn cứ vào kết quả để chúng ta đi đến phẫu thuật. Còn bệnh nhân có nguy cơ cao, tức là tử vong trên 5%, thì sao? Thì chúng ta buộc phải đánh giá các yếu tố nguy cơ, bắt buộc. Những yếu tố được đánh giá là yếu tố nguy cơ tim mạch trên lâm sàng chính, đó là gì ạ? Bệnh tim thiếu máu cục bộ, mọi trường hợp có bệnh tim thiếu máu cục bộ, cho dù là đau thắt ngực hay là bệnh nhân có nhồi máu cơ tim trước đó. Mọi bệnh nhân có suy tim, bệnh nhân có tiền sử đột quỵ hay tai biến mạch máu não thoáng qua, bệnh nhân có suy thận với mức lọc cầu thận là dưới 60 ml/1.73 ml mét vuông da, hoặc là creatinine máu từ 170 µg/l trở lên. Và thứ năm là những bệnh nhân có tiểu đường đang phải điều trị insulin. Đó là năm yếu tố nguy cơ tim mạch chính. Nếu như bệnh nhân chỉ có từ hai yếu tố nguy cơ trở xuống, thì chúng ta nên là trước phẫu thuật chúng ta làm siêu âm tim cho họ và làm các cái marker sinh học, bao gồm là gì? Troponin T và proBNP, trước khi chúng ta chuyển họ đi phẫu thuật nhé. Còn nếu như mà số nguy cơ là trên 2, xin lỗi, ở dưới này là trên 2, tức là từ 3 trở lên, thì chúng ta phải nhảy sang bước tiếp theo, bước cuối cùng. Đó là gì? Chúng ta có làm các cái thăm dò liên quan đến đánh giá tình trạng thiếu máu cục bộ của bệnh nhân hay không? Đó là các cái test gắng sức. Tuy nhiên, để quyết định là làm các cái test gắng sức, thì người ta nhấn mạnh là chúng ta phải cân nhắc, vừa phải giải thích và hỏi ý kiến của bệnh nhân, vừa phải dựa vào cái tình trạng của bệnh nhân có thể gắng sức được hay không và thích nghi với loại gắng, tức là có thể thực hiện loại gắng sức nào. Thứ hai là chúng ta phải đánh giá về cái mức độ, cái loại phẫu thuật của bệnh nhân cũng như là cái kiểu gây mê mà bệnh nhân phải thực hiện. Để chúng ta đánh giá, nếu nghiệm pháp gắng sức về tim mạch cho thấy là bệnh nhân có thiếu máu cơ tim, tình trạng thiếu máu cơ tim nặng hoặc là lan rộng, thì buộc chúng ta phải điều trị quanh phẫu thuật của bệnh nhân. Cân nhắc cái gì ạ? Cân nhắc đến lợi ích của phẫu thuật, nguy cơ khi phải phẫu thuật và hiệu quả của việc là chúng ta điều trị nội khoa và hoặc chúng ta tái thông mạch vành, và tất cả những cái đó được cá thể hóa. Còn nếu không, bệnh nhân không có một cái tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ khi phải gắng sức, thì chúng ta có thể chuyển họ đi phẫu thuật một cách an toàn. Ok. Với những bệnh nhân thiếu máu cơ tim nặng buộc phải điều trị, thì chúng ta làm những gì? Chúng ta phải đánh giá, người ta nhấn mạnh là chúng ta phải đánh giá về cái lợi ích của phẫu thuật. Chúng ta dự đoán các cái biến cố bất lợi có thể xảy ra và các cái hiệu quả của vấn đề chúng ta điều trị nội khoa tình trạng thiếu máu cơ tim của bệnh nhân và can thiệp tái thông động mạch vành của bệnh nhân. Và những cái đó là có tính cá thể hóa
chúng ta có thể lựa chọn những phương pháp nào? Một là chúng ta có thể nong bóng đơn thuần và không đặt stent. Và nếu như mong bóng đơn thuần thì phẫu thuật có thể tiến hành một cách an toàn sau 2 tuần. Sau 2 tuần can thiệp với sự duy trì của aspirin. Hoặc chúng ta có thể sử dụng stent mà không phủ thuốc, stent thường. Sau đó có ít nhất 1 tháng là chúng ta sử dụng chống ngưng tập tiểu cầu kép. Và sau thời gian 1 tháng thì chúng ta có thể tiếp tục là chúng ta chuyển bệnh nhân đi để làm phẫu thuật. Còn nếu chúng ta sử dụng stent phủ thuốc thì phẫu thuật có thể tiến hành trong 12 tháng với những stent phủ thuốc thế hệ cũ và 6 tháng với những stent phủ thuốc thế hệ mới. Hoặc là chúng ta lựa chọn một cái phẫu thuật là gì ạ? Bắc cầu nối chủ vành cho những bệnh nhân mà có thiếu máu cơ tim nặng, buộc phải tái tưới máu. Trong tất cả những trường hợp này thì chúng ta phải cân nhắc là chúng ta tiếp tục dùng aspirin cho đến tận thời điểm phẫu thuật hay là chúng ta tạm dừng 24 giờ trước và sau đó thì chúng ta mới dùng lại. Nhưng phương án ở đây là gì? Cho dù chúng ta tạm dừng vì cái lý do gì, vì là chúng ta điều trị do chúng ta điều trị theo phương pháp nào thì sau đó chúng ta đều phải bắt đầu lại càng sớm càng tốt aspirin. Đương nhiên là chúng ta phải đánh giá cả cái nguy cơ chảy máu và nguy cơ tắc mạch của bệnh nhân sau phẫu thuật nữa. Vậy thì cụ thể ở đây chúng ta nên điều trị như thế nào? Trên cơ sở là chúng ta đã được cung cấp các cái vũ khí để chúng ta tiếp cận bệnh nhân rồi, tiếp cận theo từng bước rồi. Thì chúng ta điều trị như thế nào? Với các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu thì khuyến cáo là duy trì aspirin 4 tuần sau, ít nhất 4 tuần đấy, sau đặt stent thường và 12 tháng sau đặt stent phủ thuốc rồi mới tiến hành phẫu thuật. Trừ khi có nguy cơ chảy máu đe dọa tính mạng trong lúc bệnh nhân làm phẫu thuật. Còn nếu như bệnh nhân dùng các cái thuốc như là clopidogrel, ticagrelor hay là prasugrel thì phải duy trì những cái thuốc này 4 tuần sau đặt stent thường và 12 tháng sau đặt stent phủ thuốc, trừ những trường hợp có nguy cơ chảy máu rất cao. Còn với những bệnh nhân đang điều trị các cái thuốc ticagrelor và clopidogrel mà buộc phải phẫu thuật thì nên dừng ít nhất là 5 ngày trước khi tiến hành phẫu thuật. Và dùng prasugrel thì là ít nhất là 7 ngày trước khi bệnh nhân phải phẫu thuật, trừ khi nguy cơ tắc mạch của bệnh nhân là rất cao. Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây là gì ạ? Cái tính cá thể hóa nó thể hiện ở chỗ là gì? Là ở đây là các lựa chọn làm sao ạ? Chỉ định loại 2, không phải chỉ định loại 1. Với chẹn beta giao cảm thì với những bệnh nhân đang dùng chẹn beta giao cảm, chúng ta có thể tiếp tục vẫn dùng những cái thuốc chẹn beta giao cảm cho bệnh nhân. Và đây là chỉ định bắt buộc. Chúng ta hiểu không ạ? Bệnh nhân đang dùng chẹn beta giao cảm mà phải trải qua phẫu thuật, chúng ta buộc vẫn phải duy trì cái liều chẹn beta giao cảm như thế. Những bệnh nhân mà phẫu thuật có nguy cơ cao, có hai yếu tố nguy cơ lâm sàng trở lên chưa được dùng chẹn beta trước đó thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta bắt đầu chẹn beta giao cảm liều thấp, không được bắt đầu với chẹn beta giao cảm liều cao nhé. Và không được sử dụng, không được khuyến cáo là chúng ta bắt đầu dùng chẹn beta giao cảm với những bệnh nhân mà có phẫu thuật có nguy cơ thấp. Với những bệnh nhân mà có tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ hay là nhồi máu cơ tim, buộc phải phẫu thuật, chưa được dùng chẹn beta giao cảm thì chúng ta sẽ cân nhắc bổ sung cho họ một chút chẹn beta giao cảm. Và cái lựa chọn ở đây dựa vào các cái nghiên cứu đa phân tích ấy, thì người ta thấy lựa chọn ở đây nên là dùng bisoprolol hay là atenolol. Tuy nhiên là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2017, người ta cũng nói đến việc là gì ạ? Không nên dùng atenolol nữa, thời gian tác dụng ngắn, đúng không ạ? Phải dùng nhiều lần, và cái thứ hai nữa là có thể làm tăng các cái nguy cơ biến cố tim mạch. Statin thì sao? Bệnh nhân đang dùng statin thì vẫn phải tiếp tục dùng statin. Còn với những bệnh nhân mà chưa dùng statin nhưng phải phẫu thuật mạch máu thì được khuyên là nên dùng statin, bắt đầu dùng statin ít nhất là 2 tuần trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật mạch máu cho bệnh nhân. Các thuốc ức chế men chuyển và
chẹn thụ thể angiotensin thì sao? Với những bệnh nhân mà đang dùng ức chế men triển hoặc chẹn thụ thể thì chúng ta phải có sự giám sát chặt chẽ, vẫn dùng nhưng phải có sự giám sát chặt chẽ ở những bệnh nhân suy tim và có rối loạn chức năng tâm thu thất trái. Với những bệnh nhân mà suy tim và rối loạn chức năng tâm thu thất trái chưa được dùng ức chế men chuyển hoặc là chẹn thụ thể trước đó thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta bắt đầu dùng ức chế men chuyển hoặc là chẹn thụ thể cho họ ít nhất là một tuần trước khi phải tiến hành phẫu thuật. Nhớ. Với những bệnh nhân tăng huyết áp mà cần phải phẫu thuật, chúng ta có thể tạm dừng trong vòng 24 giờ. Nếu như huyết áp của bạn không có vấn đề gì đặc biệt, chúng ta có thể tạm dừng. Với những bệnh nhân điều trị thuốc chống đông đường uống hoặc là kháng vitamin K hoặc là thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K thì chúng ta đã có hẳn một bài về bắc cầu điều trị chống đông, trường hợp nào phải bắc cầu và phải bắc cầu như thế nào, trong thời gian bao lâu, khi nào dùng lại rồi. Vì thế nên ở đây chúng tôi chỉ nói một cách vắn tắt là những bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông thì có nguy cơ chảy máu quanh và sau phẫu thuật tăng. Do vậy, với những bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc cao thì chúng ta buộc phải bắt cầu chống đông. Đó những bệnh nhân nào? Bệnh nhân đang mang van nhân tạo cơ học, bệnh nhân đột quỵ do tắc mạch mà trong vòng 12 tuần, bệnh nhân có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đang điều trị. Trong mọi trường hợp, nếu INR dưới 1,5 thì chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật một cách an toàn. Còn nếu như phải dừng kháng viên K thì tùy vào từng loại thuốc kháng viên K mà chúng ta sẽ dừng trước từ 3 cho đến 5 ngày cái thời điểm phẫu thuật và bắt đầu lại trong vòng 24 đến 48 giờ sau phẫu thuật, phụ thuộc vào tình trạng đông máu của bệnh nhân và cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân. Đây là bảng tóm tắt, thực ra đây là cái bảng tóm tắt lại các cái bước trước đó để chúng ta xem là với những bệnh nhân mà cần phải phẫu thuật thì chúng ta phải cân nhắc gì? Cân nhắc tình trạng tim mạch, cân nhắc về nguy cơ của phẫu thuật, khả năng gắng sức, các cái yếu tố nguy cơ tim mạch trên lâm sàng và các cái test không xâm nhập của bệnh nhân bao gồm điện tim, siêu âm tim, các cái test gắng sức, proBNP hay là troponin T. Và với mỗi cái loại phẫu thuật khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là có những cái gì buộc chúng ta phải làm nhé. Trong trường hợp mổ cấp cứu, chúng ta chẳng làm gì cả, chúng ta mổ luôn, đúng không ạ? Còn trong trường hợp mổ chọn lọc thì chúng ta có các cái chỉ định từ cấp độ là gì? Loại 1 tức là buộc phải dùng, buộc phải thực hiện, cho đến loại 3 là chúng ta không dùng, không cần phải làm gì hết. Đây là khuyến cáo, còn trên thực tế chúng ta vẫn thấy là gì ạ? Vẫn làm tuốt, đúng không ạ? Bệnh nhân có khi chẳng sao cả, chỉ nói là có tiếng thổi ở tim thôi nhé. Khám tim trên lâm sàng chẳng thấy thổi gì cả. Bệnh nhân không có triệu chứng cơ năng trên lâm sàng, tức là nguy cơ rất thấp và ổn định, bệnh nhân vẫn cứ cho đi làm hết điện tâm đồ, siêu âm tim, tất cả các kiểu. Thì đấy là trên thực tế, còn đây là trong khuyến cáo. Đây là cái bảng tóm tắt thôi. Chúng ta sẽ dựa vào cái bảng này để chúng ta tra xem là bệnh nhân nên làm gì, các thuốc thì dùng cái gì và không nên và nên bổ sung cái gì. Hay gặp nhất của chúng ta là những bệnh nhân van tim hoặc những bệnh nhân rối loạn nhịp, đúng không ạ? Những bệnh nhân có van tim thì sao? Với những bệnh nhân có, tất cả những bệnh nhân có bệnh van tim mà có triệu chứng buộc chúng ta phải làm siêu âm tim, không phải làng nhằng, đúng không ạ? Những bệnh nhân có bệnh lý van tim từ mức độ vừa trở lên buộc chúng ta phải làm siêu âm tim, cái đấy không phải bàn cãi. Với những bệnh nhân mà hẹp khít van động mạch chủ có triệu chứng thì cái nguy cơ tử vong quanh phẫu thuật ngoài tim rất cao. Vì thế người ta nên được phẫu thuật thay van, có thể là phẫu thuật mở hoặc là phẫu thuật qua da trước khi tiến hành phẫu thuật. Những bệnh nhân hẹp khít van hai lá, nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật cũng rất cao. Người ta khuyến cáo là nếu có thể, nếu có trong chỉ định thì chúng ta nong van hai lá trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Lưu ý rằng đối với các bệnh lý van tim bên trái đó thì do cái đặc điểm bệnh sinh bệnh học về huyết động học thì các cái bệnh lý hở van ấy, cái dung nạp của bệnh nhân cao hơn so với những bệnh lý hẹp van. Với những bệnh nhân có rối loạn nhịp thì sao? Nếu dung nhĩ là cái rối loạn nhịp thường gặp nhất mà dung nhĩ nhanh thì sao ạ? Dung nhĩ nhanh ở đây là cái tần số thất trên 110 lần phút. Nếu bệnh nhân có tụt huyết áp thì đương nhiên là chúng ta phải làm gì ạ? Có rối loạn huyết động thì chúng ta xử trí là gì? Dung nhĩ cộng rối loạn huyết động để chúng ta lựa chọn một cái cấp cứu tim mạch cho phù hợp, chuyển nhịp cấp cứu.
Còn với bệnh nhân dung nhĩ nhanh, huyết động ổn định thì chúng ta sẽ trì hoãn và chúng ta xem có cái yếu tố thúc đẩy nào làm cho nhịp tim của bệnh nhân nhanh không để chúng ta điều trị trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Với những dung nhĩ mà dưới 100 lần phút thì là cái dung nhĩ mà chúng ta có thể an toàn để phẫu thuật. Những cái rối loạn nhịp khác, rối loạn nhịp trên thất thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta chuyển nhịp bằng các cái biện pháp khác nhau trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Còn với những cái trường hợp mà bệnh nhân có nhịp nhanh thất, các rối loạn nhịp thất nguy hiểm thì buộc chúng ta phải ổn định trước phẫu thuật, có thể dùng sốc điện, có thể dùng thuốc nhé, để chúng ta chuyển nhịp cho bệnh nhân trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Với những bệnh nhân có rối loạn nhịp chậm mà rối loạn nhịp chậm nguy hiểm, ví dụ như là bệnh nhân có block nhĩ thất hoàn toàn, block nhĩ thất cấp 2, Mobius 2, suy nút xoang mà có triệu chứng thì buộc chúng ta phải, tùy vào trường hợp, chúng ta có thể đặt tạo nhịp vĩnh viễn hoặc tạo nhịp tạm thời trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật. Với tất cả những bệnh nhân có các cái thiết bị cấy vào tim có máy tạo nhịp hoặc là ICD thì buộc chúng ta phải hội chẩn với các bác sĩ nhịp để họ hiệu chỉnh các cái thông số cài đặt trước khi mà bệnh nhân được phẫu thuật. Cái đấy là khuyến cáo tuyệt đối nhé. Để kết luận lại thì với mọi trường hợp bệnh nhân tim mạch mà buộc phải phẫu thuật cấp cứu thì chúng ta cần phải có sự hội chẩn đa chuyên khoa để chúng ta giảm thiểu tối đa các nguy cơ biến chứng và tử vong quanh phẫu thuật cho bệnh nhân. Với những bệnh nhân mà đang điều trị chẹn beta, có chỉ định dùng chẹn beta thì chúng ta duy trì chẹn beta và khởi trị chẹn beta trong trường hợp chưa dùng chẹn beta, với cái lưu ý là chúng ta chọn cái liều thấp nhé, chứ không phải chúng ta chọn cái liều cao ngay từ đầu. Với những bệnh nhân có tiền sử bệnh mạch vành và có đặt stent mạch vành, tối ưu nhất là chúng ta vẫn duy trì được aspirin. Còn nếu như trong trường hợp bệnh nhân buộc phải dừng aspirin thì chúng ta sẽ bắt đầu sớm nhất sau khi phẫu thuật, tức là trong vòng 24 giờ. Mọi trường hợp bệnh nhân tim mạch phải dùng kháng vitamin K thì phẫu thuật sẽ an toàn nếu như INR của bệnh nhân dưới 1,5. Tất cả những bệnh nhân phải phẫu thuật thì không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng cần phải làm siêu âm tim, trừ những trường hợp phẫu thuật có nguy cơ cao. Những trường hợp bệnh nhân mà có bệnh lý tim buộc phải kiểm tra về chức năng tim, hay là tìm kiếm một cái lý do để giải thích triệu chứng của bệnh nhân, ví dụ như khó thở, không biết vì sao khó thở, hoặc là có tiếng thổi chưa định danh được là bệnh lý ở đâu, hoặc có bệnh lý van tim đã biết, thì chúng ta đều phải tiến hành siêu âm tim. Đơn giản không ạ các bạn? Bài trình bày của tôi là xong rồi. Cảm ơn.